Hôm nay mình sẽ vào bài 2, hàm số lượng giác phần 3 nhá. Thì đầu tiên mình đến với dạng 4 là tính đồng biến và nghịch biến của hàm số. Đầu tiên là tính đồng biến. Thì như các em đã biết, đồng biến là cùng đúng không? Đồng là cùng thì x tăng thì y cũng tăng. Đấy, x tăng y tăng. Nó cùng chiều với nhau luôn. Được chưa nhở? Đấy. Còn đâu nghịch biến thì sao? Nghịch biến có nghĩa là x tăng thì y sẽ giảm. Một cái tăng một cái giảm, người ta gọi là gì nhỉ? Nghịch biến, ngược chiều với nhau. Thì hàm số lượng giác mình có bốn hàm sin, cos, tan và cotan, và mình sẽ vào hàm số y bằng sin x trước. Thì kem cần nhớ mình cần phải vẽ cái đường tròn lượng giác ra nhá. Mình vẽ đường tròn lượng giác ra nào, và mình sẽ quan sát cái đường tròn lượng giác này nhá. Đúng là trục gì nhỉ? Trục sin đúng không? Trục ngang là trục gì nhỉ? Trục cos. Ok, các em nhìn điểm bắt đầu điểm 0 đúng không các em? Đây điểm 0 đúng không? Đây điểm bao nhiêu các em nhỉ? Bi trên mấy? Bi trên 2. Điểm này bao nhiêu đây? Điểm này điểm bao nhiêu các em nhỉ? Pi. Điểm này bao nhiêu các em nhỉ? 3 bi trên 2. Chiều dương là theo chiều ngược kim đồng hồ được chưa? Chiều dương đây. Đây là bao nhiêu các em nhỉ? 2 gì đây? 2 pi. Đúng chưa? Còn nếu các em đi ngược chiều kim đồng hồ thì sao? Đây không, đây bao nhiêu các em? Đây bao nhiêu? Nếu đi theo ngược chiều kim đồng hồ nhá, thì đây là trừ bi trên mấy, thì đây bao nhiêu trừ gì nhỉ, trừ bi đúng không, đây không này, đi theo ngược chiều kim đồng hồ thì sẽ đi theo chiều ngược ngược của đường tròn lượng giác nhá, chiều âm nhá, đây không trừ bi trên 2 trừ bi đúng không, đây trừ bao nhiêu đây, 3 bi trên mấy trừ 2, đây trừ bao nhiêu, trừ 2 bi. Có nghĩa là những cái điểm này này nó sẽ biểu diễn của rất nhiều cái đường cái góc lượng giác khác nhau, các bạn hiểu không? Đấy, nhưng mà chung quy lại nó sẽ nằm trên cái đường tròn lượng giác này. Tôi hỏi các bạn nhé, hàm sin là trục gì đây? Trục đứng đúng không? Kem lấy cái bút kem tô trục đứng này vào, mũi tên đi lên nào, kem nhìn thấy cái bút kem tô thẳng một phát này chưa? Trục sin đây, trục sin này sẽ cắt đường tròn lượng giác là mấy phần kem, mấy phần nhỉ? Hai phần đúng không? Một phần bên tay trái, một bên tay phải kem đúng không? Một bên tay phải, bên tay trái. Thì kem đến này thì cái sin này nhá, thì phần bên tay số bên phải kem này là phần đồng biến. Đồng biến. Tại sao các em nhìn này? Mũi tên xin đi lên nào. Lên đúng không? Thì góc này bắt đầu từ điểm này nó đi lên. Các phải đi lên không? Có đi lên có thể hơi cong một tí nhưng vẫn là đi lên. Cái đi lên chưa? Cả hai cùng mũi tên đi lên không? Xin chọc lên nhá. Cái góc nó bắt từ đây đi lên này. Các bạn hình dung chưa nhỉ? Đây đồng biến đây. Nó sẽ đồng biến từ âm bi trên 2 đến mấy các em ơi? Đến bi trên 2. Nhưng tất cả những cái giá trị, cái góc nào ấy nó nằm ở bên phía bên tay phải các em thì là đồng biến hết. Còn nhớ chưa? Đấy, sẽ đồng biến từ âm bi trên 2 đến mấy? Bi trên 2. Các em hiểu chưa nhỉ? Tiếp tục này, các em nhìn đường sin tiếp cắt đôi này. Bắt đầu từ điểm bi trên 2 nó sẽ bị đi xuống. Nó như nào với cả chiều của cái sin các em nhỉ? Ngược không? Trục sin là đi lên không? Bắt đầu từ cái điểm này nó sẽ đi gì nhỉ? Đi vòng xuống. Có đúng chưa các em? Một cái lên, một cái xuống. Ngược chiều nhau chưa? Rồi thì hàm số sẽ làm sao? Nghịch biến. Vậy các em nhìn vào cái biểu đồ này cho anh, nhìn vào cái đường tròn lượng giác. Vậy hàm số đồng biến khi nào các em ơi? Đồng biến sẽ khoảng nào? Từ gì các em nhỉ? Xin cắt đôi ra nhá. Làm hai phần đúng không? Một phần đồng, một phần nghịch. Nó sẽ đồng biến từ âm bi trên 2 đến mấy? Bi trên 2. Trừ bi trên 2 đến bi trên 2. Ok chưa? Và nghịch biến như khoảng nào các em? Nghịch biến trên khoảng nào? Nghịch biến trên khoảng là gì đây? Từ bi trên 2 đến 3 bi trên 2. Chưa? Từ bi trên 2 đến 3 bi trên 2. Đấy. Nhưng các em phải biểu diễn cái đường tròn lượng giác ra nữa chưa? Xem nó nằm ở nửa bên nào? Nó nằm nửa bên đồng hay nửa bên nghịch? Nó không thể vừa đồng vừa nghịch được nhá. Đồng biến thì phải nằm hoàn toàn phía bên gì các em ơi? Bên đồng biến nữa chưa? Nghịch biến thì hoàn toàn phía bên gì đây? Nghịch biến. Xin cắt đôi ra, nằm bên này là đồng, nằm bên này là nghịch, nhớ chưa? Đấy, thế thôi, cách nhớ rất dễ. Vậy các em thì làm ví dụ 1 và ví dụ 2 nào. Nào, bây các em thì làm ví dụ 1 và ví dụ 2 nhá. Xin là trục dọc, các em cắt đôi ra, một bên đồng, một bên nghịch. Nào, các em nhìn câu 1 nhá. Hàm số y bằng sin x, nghịch biến trên khoảng nào? Nghịch biến trên khoảng nào đúng không? Hàm sin, các em phải vẽ đường tròn lượng giác ra này, kẻ đường dọc này. Được chưa? Sin là trục gì đây? Trục đứng.
đúng chưa? Nghịch biến thì nó phải nằm ở mặt nào, ở bên nào các em nhỉ? Bên nào, bên trái hay bên phải? Phin cắt đôi ra đây nhá. Phin đây, cắt đôi làm hai phần được chưa? Tất nhiên là phần bên tay phải là phần gì nhỉ? Đồng biến. Bên tay trái thì sao? Nghịch biến. Tại vì nó bị ngược chiều không các em? Nghịch biến. Nào, vậy hàm số nghịch biến thì nó phải nằm hoàn toàn ở phía bên gì đây? Phía bên tay tay gì nhỉ? Tay trái các em. Đấy, nào bây các em thử điền nhá. Nào, trên khoảng từ 0 đến pi trên 2 đồng hay nghịch? Nào, 0 là điểm nào? Đây 0 điểm, đây là điểm 0 chưa? Đây 0 chưa? Pi trên 2 là điểm nào? Pi trên 2 đây. Nào, từ 0 đến pi trên 2 đồng hay nghịch các em ơi? Đồng biến đúng không? Nằm phía bên đồng biến chưa? Vậy câu A thì nhỉ? Sai. Câu B, 3 pi trên 2 đến 2 pi. 3 pi trên 2 là điểm nào? Nào, dương đúng không? 0 này, pi trên 2, pi. Đây 3 pi trên 2 không? Đây 3 pi trên 2 chưa? Đến 2 pi. Đây phải 2 pi không? Đúng kìa. Từ 3 pi trên 2 đến 2 pi nằm bên đồng hay bên nghịch? Nằm bên đồng đúng chưa? Xin là chụp đường kem lấy bút kem gạch ra. Nằm hoàn toàn phía bên đồng. Đấy, sai này. Câu C, âm pi trên 2 đến pi trên 2. Nào, âm pi trên 2 ở đâu? Âm pi trên 2 là âm đúng không? Thì đây là 0 đúng không? Âm pi trên 2 là ở đây không các em? Đi theo chỗ âm mà. Âm pi trên 2 đây. Âm pi trên 2 điểm này này. Đến pi trên 2 là như nào các em nhỉ? Đồng biến đúng không? Sai. Nào, cái đó là gì các em ơi? D. Không cần phải xét, chắc chắn là D. Anh thử xem lại đúng không nhá? Pi trên 2 đến pi. Pi trên 2 là điểm nào? Điểm này đúng không các em? Pi là điểm nào? Điểm này chưa? Từ pi trên 2 đến pi đúng là nghịch biến không các em? Đúng rồi, nằm hoàn toàn phía bên nghịch biến. Được chưa? Nằm hoàn toàn phía bên nghịch biến. Nằm trong khoảng nghịch biến. Ok. Đó là D. Hàm số cos. Nào, hàm số y bằng cos x như sau. Nào, tương tự tư duy như vừa nãy. Sin thì kẻ gì nhỉ? Kẻ dọc. Thì anh hỏi các bạn, hàm cos thì như nào? Nào, đây sin đúng không? Đây cos đúng không? Đúng chưa? Vậy hàm y bằng cos x nó sẽ cắt cái đường tròn lượng giác làm mấy phần các em nhỉ? Hai phần. Đây các em nhìn nhá. Cắt làm hai phần chưa? Cái làm hai phần đúng không em? Phần trên và phần gì các em nhỉ? Phần dưới. Nào anh hỏi các bạn, cốt là mũi tên đi theo gì nhỉ? Từ đây, từ trái sang phải đúng không? Thì đố các bạn, phần trên là đồng biến hay phần dưới là đồng biến? Phần nào đồng biến nhỉ? Các bạn phải nhớ cái mũi, cái chiều mũi tên của cái góc lượng giác nhá. Lượng giác phải đi theo ngược kim đồng hồ đúng không em? Nó cắt tại hai điểm này thì mình sẽ được xuất phát từ hai điểm này được chưa em? Nếu mà đi theo chiều này đây, nghe cùng chiều hay ngược chiều các em nhỉ? Cùng chiều từ đây sang đây, cùng chiều chưa? Vậy phần dưới sẽ phần gì nhỉ? Đồng biến. Được chưa? Phần trên là phần gì? Nghịch biến. Có đúng không? Nó phải xuất phát từ điểm này không? Đi ngược lại không? Nó bị ngược lại với cả cái chiều mũi tên của hàm cos chưa? Bị ngược lại chưa? Có nghĩa sau này hàm cos được chưa? Thì mình phải cắt gì nhỉ? Cắt đôi. Ở phía trên, hoàn toàn phía trên là gì? Nghịch biến. Hàm hoàn toàn phía dưới sao các em ơi? Đồng biến. Được chưa? Nào, đồng biến trên khoảng nào? Đồng biến trên, trên mấy kem nhỉ? Từ mấy? Đây không chưa? Đẹp pi không? Từ đồng biến từ bao nhiêu kem nhỉ? Từ pi đến. Đây không này, pi trên 2, pi 2 pi chưa? Đồng biến từ pi đến bao nhiêu nhỉ? 2 pi. Nghịch biến thì đâu? Nào, nghịch biến trên đâu kem nhỉ? Thì bên trên thì nhỉ, từ 0 đến, từ 0 đến bao nhiêu nhỉ? Đến pi, lấy góc nhỏ thôi nhá. Ok, căn hình cứu được chưa? Đấy, đồng biến là phải cùng tăng. Đấy, kem nhìn mũi tên, cùng tăng. Đấy, cái đúng ngược lại là cùng giảm đây. Một cái giảm, một cái tăng. 0 đến pi này, giảm, cái này tăng này. Được chưa? Đấy, kem nhìn vào mũi tên, được chưa? Đấy. Vậy từ đó em sẽ nhìn vào đây, em làm câu 3 cho anh nào. Xem đoạn là gì. Các nhớ nhá, cos thì cắt đôi ra. Phía trên là nghịch biến, phía dưới là gì đây? Đồng biến. Hoàn toàn phía trên mới đang nghịch biến nhá, chứ
một trên một dưới là không được đâu nhá. Em hướng dẫn là cắt đôi ra, được chưa? Cắt đôi ra. Nào bây giờ mình sẽ làm câu 3 nhá. Hàm số y bằng cos x đồng biến trên khoảng nào? Nào các em vẽ hình nhá. Vẽ ra này. Vẽ ra nhá. Đây không, đây là trục cos đúng không? Cos x này. Đây các em sẽ cắt ngang nó ra nhá, cắt ngang này. Ok chưa? Cắt ngang ra. Phía trên thì là gì các em nhỉ? Các em nhìn mũi tên như nào đây? Nghịch biến. Phía dưới làm sao các em nhỉ? Đồng biến. Đấy. Các em phải xem cái góc đó phải nằm hoàn toàn phía trên hoặc phần dưới. Nào, bi đến 2 bi. Đồng anh nghịch em. Đây bi chưa? Đây bi đúng không em? Đây bi đúng không? Đến 2 bi đúng chưa? Đây bi đến 2 bi đúng rồi. 2 bi đây. Nào, bi đến 2 bi có đúng là đồng biến không em ơi? Có đúng không em? Đúng rồi. Pin 2 pin nằm hoàn toàn ở phía dưới chưa? Vậy là đúng. Đúng nhá. Nào xem còn đáp án đúng được không? Nào, pin trên 2 đến 3 pin trên 2. Nào pin trên 2 điểm nào các em? Pin trên 2 điểm nào? Pin trên 2 điểm này không? Đây không này, đây pin trên 2 chưa? Đến mấy các em nhỉ? 3 pin trên 2. 3 pin trên 2 này điểm nào nhỉ? Đây pin đúng không? 3 pin trên 2 đây. Từ bi trên 2 đến 3 bi trên 2 thì có đồng biến hay nghịch biến các em nhỉ? Một nửa trên thì là gì các em ơi? Nghịch biến. Một nửa dưới thì là gì nhỉ? Đồng biến nghe không tính nhá. Hai này. Câu C. Không đến bi trên 2 sao các em? Đây không đúng không? Đến bi trên 2 chưa? Là đồng hay nghịch nhỉ? Nghịch tại vì nằm ở phía trên nhá. Nửa trên nghịch biến. Hai rồi. Nào câu D. Trừ bi trên 2 đến 0. Nào, đây không đúng không? Trừ bi trên 2 nằm đến đoạn nào? Trừ bi trên 2 đây không đây. Đây trừ bi trên 2 chưa? Đi chưa không? Trừ bi trên 2. Nào trừ bi 2 đến 0. Đến 0. À còn nó có nằm ở cái phía nghịch biến, phía đồng biến ở dưới không? Có. Đây âm bi trên 2 đến 0 nằm ở hoàn toàn phía dưới đồng biến chưa? Câu D đúng nhá. Bài có 2 đáp án đúng. Ok chưa? 3 là D. Phần sau này. Hàm số y bằng tan x nhá. Hàm số y bằng tan x. Nào, các nhìn này, hàm số y bằng tan x nhá, luôn đồng biến, luôn đồng biến. Nào, hàm số y bằng tan luôn đồng biến nhá. Với x khác bao nhiêu biết không? Nào, tan thì điều kiện là gì các em? Hàm số y bằng tan x luôn đồng biến trên tập xác định nhá. Nào, tan thì điều kiện là gì nhỉ? Cos ra không đúng không? Tan bằng sin nhân cos, đúng chưa? Vậy cos ra không? Chứng tỏ là gì các em nhỉ? X khác bao nhiêu? Pi trên 2 cộng gì nhỉ? Cả pi. Đúng không? Hàm số y bằng tan luôn đồng biến trên tập xác định. Điều kiện là cos phải khác không? Nào anh hỏi qua. Trên đường tròn lượng giác thì không là điểm nào? Nào, x khác bi trên 2 cộng kb. Đố các em là điểm nào trên đường tròn lượng giác nhỉ? Là điểm nào các em nhỉ? Bi trên 2 là bao nhiêu đây? Mấy độ bao nhiêu các em nhỉ? 90 độ đây điểm này. Và khác điểm này nhá. Và khác điểm nào nữa không? Điểm ở dưới nó. Đây, các em nhớ nhá. Hàm tan nó sẽ khác hai điểm này. Có luôn đồng biến nữa chưa? Chỉ cần, nào nghe này. Chỉ cần nó không đi qua hai điểm này thì nó sẽ luôn đồng biến. Các em có hiểu không nhỉ? Chỉ cần nó không đi qua hai điểm này, tại vì hai điểm này thì gì nhỉ? Cos bằng mấy? Cos bằng không, nó không xác định. Tại bi trên 2 cộng kb, bi trên 2 đây, bi trên 2 đây, cộng kb là cộng thêm nửa vòng nữa nhá. Em nhớ cộng kb, đây cộng cái bi này cộng thêm gì nhỉ? 180 độ nữa, nó sẽ ra hai điểm này, hiểu chưa? Thế khác hai điểm này, các em hiểu không? Đấy. Còn đâu hàm số? Hàm số y bằng cotan x luôn nghịch biến, luôn nghịch biến nhá, trên tập xác định, được chưa? Hàm số y bằng cotan luôn nghịch biến, cotan thì luôn nghịch biến nhá. Nào và điều kiện của mình là gì nhỉ? Nào cotan điều kiện là gì các em? Cotan điều kiện là gì? Sin x khác không, vậy x khác bao nhiêu? Y khác thì nhỉ?
Kabi được chưa? Nào kem biểu diễn đường tròn đi. Kabi là điểm nào trên đường tròn kem nhỉ? Nào biết là hai điểm nào không? Kabi biết là hai điểm nào không? Trước mặt nó là không, không cộng Kabi, vậy sẽ khác cái điểm này này em nhá, hai điểm này này phải khác hai điểm này nhá, được chưa? Đó. Hàm tan thì phải khác hai điểm này, được chưa? Hàm cotan phải khác hai điểm này. Tan thì luôn đồng biến, cotan luôn gì các em nhỉ? Luôn nghịch biến. À, nghe câu 5 này. Câu 5 là hàm số y bằng tan x đồng biến trên khoảng nào? Hàm số y bằng tan đồng biến trên khoảng nào? Các em vẽ hình nhá. Các em nhớ hàm tan thì luôn gì các em ơi? Hàm tan thì luôn gì các em ơi? Luôn đồng biến. Hàm số y bằng tan x luôn đồng biến trên tập xác định của nó. Chỉ cần không không bị vướng phải hai điểm này thì là luôn đồng biến, nhớ chưa? Chỉ cần không đi qua hai điểm này thì là đồng biến. Các nhớ nhá. Nào cái vây vây đường tròn được ra ra nhá. Nào đây không này, nó phải bỏ hai điểm này các em nhớ nhá, bỏ hai điểm này đi, tan bỏ hai điểm, tại vì tan của 90 độ thì không xác định, tan của âm 90 độ không xác định, không tin các em bấm máy tính mà xem nhá, tan của hai điểm này không xác định, được chưa? Nào không đến bi, các nhìn đáp án A nhá, từ không đến bi xem có đi đi qua hai điểm này không, các em kiểm tra đi qua hai điểm này không. Nào từ không, không đây đúng không? Pi ở đâu các em? Đây. Đi từ không đến bi có thể vướng qua điểm này không? Có thì còn lấy không? Loại đi. Phải không được đi qua điểm này nhớ chưa? Nào, câu B. Bi đến 2bi thì sao? Đây là bi đúng không? 2bi ở đâu? 2bi ở đây. Bi đến 2bi. Nó có đi qua điểm này không các em nhỉ? Có, các em loại đi. Nào câu C. Âm bi trên 2 đến bi. Âm bi trên 2 đến bi ở đâu? Âm bi trên 2 là điểm nào các em nhỉ? Đây, âm bi trên 2. Đúng không? Đến bi là đi đâu các em nhỉ? Đi một vòng đến đây thôi. Nó biết bi đi qua điểm này không? Không có. Nào, bi trên 2 đến bi sao các em nhỉ? Bi trên 2 ở đâu? Đây. Bi trên 2 đến bi nào, từ bi trên 2 bi có đi qua hai điểm này không các em ơi? Không đi qua, nó chỉ chạm vào thôi các em ạ. Nó chỉ chạm vào nhưng nó không đi qua đâu thì vẫn lấy, nhớ chưa? Đó là gì đây? Đi. Khi nào mà đi qua thì các em không được lấy. Còn đâu nó chỉ chạm vào vẫn ok nhá. Câu 6 này, hàm số y bằng cotan nghịch biến trên khoảng nào cho đây? Nào thì các em chú ý cho anh như sau. Lý thuyết này. Hàm số y bằng cotan x luôn gì các em ơi? Luôn nghịch biến trên tập xác định, được chưa? Tập xác định của nó là các em phải loại đi hai điểm gì đây, hai điểm này nhá, điểm không và điểm gì nhỉ, điểm bi. Bởi vì cotan không không có nghĩa, cotan bi cũng gì nhỉ, không có nghĩa. Không tin em thể bằng máy tính nhá, hai điểm này không lấy đâu, nhớ chưa? Rồi các nhìn cho anh như sau, nghịch biến trên khoảng nào, các em vẽ đường tròn ra nhá. Nào thứ nhất là bi trên 2 đến 3 bi trên 2 đúng không? Bi trên 2 là điểm nào nhỉ? Thì hai điểm nào? Điểm này đúng không? Các em nhớ phải gạch hai điểm này đi nhá. Bi trên 2 đến 3 bi trên 2. Đây 3 bi trên 2 đúng không? Từ bi trên 2 đến 3 bi trên 2 có đi qua điểm này không? Có, vậy các em phải loại đi không lấy. Nó không được đi qua hai điểm này. Câu B này. Âm bi trên 2 đến bi trên 2. Âm bi trên 2 ở đâu? Đây. Đúng không? Không, đây đây âm bi trên 2. Đi theo chữ âm. Đây âm bi trên 2. Bi trên 2 là điểm nào nhỉ? Là điểm này đúng không? Từ bi 2 đến đây. Từ đây đến đây có đi qua điểm này không? Có đi qua, vậy kém bỏ đi. Câu C nhá. 3 bi đến 4 bi thì sao? 3 bi đâu nhỉ? 3 bi là điểm nào biết đâu? Này không này. Bi này nhảy sang bên kia là 2 bi này. Nhảy sang bên này là mấy kem nhỉ? 3 bi. Có đúng không? Không đến 2 bi này, đi thêm 1 bi nữa là 3 bi. 4 bi là bọn điểm nào các em? Đây 3 bi này, thêm 1 bi nữa là 4 bi. Đây 4 bi nhá. Từ 3 bi đến 4 bi có đi qua điểm nào không các em? Có đi qua hai điểm này không? Không. Hai đầu mút thì vẫn ok nhá. Đáp C. Nào anh thử đáp án D xem có thỏa mãn không. Trừ bi trên 2, trừ bi trên 2 điểm này đúng không? Đến 3 bi trên 2 là đâu các em nhỉ? Đi một tí đây. Một vòng. Đúng không các em? Đi một vòng thì bị vướng hai điểm này không? Có, vậy em loại đi. A, C.
6 C nhá. Đấy chưa bạn? Câu hỏi này. Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng từ 0 đến pi? Nào, hàm số nào sẽ đồng biến đúng không? Thì các em thể loại ngay đáp án gì biết đâu? Loại đáp án gì các em nhỉ? Chưa loại được đáp án gì cả. Có y bằng cotan mới loại được nhá. Còn cái thằng này mình chưa biết. Nào, bây giờ mình sẽ phải vẽ ra nhá. Hàm tan này, vẽ đường tròn đường giác và gạch đi hai điểm gì các em ơi? Hai điểm gì nhỉ? Ở trên đúng không? Nào, cái này từ 0 đến pi, từ 0 đến pi thì nó bị vi phạm điểm nào không các em ơi? Nó bị đi qua điểm pi trên 2 là không lấy đúng không? Vậy điểm A loại này. Y bằng sin. Y bằng sin các em vẽ cái đường nào, y bằng sin vẽ ra nhá. Sin này. Nào, sin là các em vẽ một đường dọc chưa? Đây sin này. Đúng các em. Sin đây nhá. Chụp sin đây. Nào, từ 0 đến pi. Từ 0 đến pi. Có lấy không các em? Có lấy không? Không, tại vì đồng biến là bên này, nghịch biến bên này. Đúng chưa? Thì 0 đến pi nó vừa đi gì nhỉ? Ở phía bên đồng vừa ở phía bên gì đấy? Nghịch biến là sai rồi. Hàm số y bằng x bình thì sao? Là anh thử thằng cốt trước nhá. Thằng cốt trước nhá. Nào cốt nhá. Cốt là trục ngang đúng không? Em vẽ một trục ngang ra. Nào phần dưới là đồng anh nghịch em ơi. Đồng biến. Ở trên là nghịch biến. Đúng chưa? Ở trên là ngược nghịch biến chưa? Nào, từ 0 đến pi. 0 đến pi là đồng anh nghịch. 0 đến pi phải nghịch biến không? Chúng ta không phải đồng biến sai rồi. Chỉ là C thôi. Bài này mình sử dụng pháp loại trừ. Nhưng mà nếu mà mình không loại trừ thì sao nhỉ? Nào, tại sao như vậy? Các em nhìn được bảng thiên nhá. Nào, x cả y này. Nào, y bằng x bình thì đỉnh là gì các em? Đỉnh của cái y bằng x bình là gì nhỉ? Đỉnh của y bằng x bình là gì đâu? Đỉnh là 0, 0, đúng không? Hàm y bằng x bình, đỉnh là 0, 0. A dương đúng không? Thì nó sẽ như này. Đấy. Từ 0 đến pi nó sẽ nhào các em nhỉ? Đi lên. Từ 0 đến pi đi lên chưa? Hàm số đồng biến đúng chưa? Đấy, đúng rồi, đó là gì nhỉ? C nhá. Đấy. Có thể giải thích qua bảng một thiên. Hàm số đi lên là đồng biến. Câu 8 nhá. Hàm số y bằng sin 2x đồng biến trên khoảng nào? Nào, mình chỉ học hàm y bằng sin x thì mình có học hàm y bằng sin 2x không nhỉ? Không có đúng không? Vậy thì các em phải đặt sin 2x thành là đặt t, được chưa? Phải đặt t bằng gì đây? Đặt t bằng gì nhỉ? Sin 2x bằng 2x nhá. Vậy suy ra y bằng gì các em nhỉ? Sin gì? Sin t. Nhớ chưa? Hàm của mình trở thành là y bằng sin t nhá. Nào, vậy thì t bằng 2x. Nhưng cái này là x đúng không? Vậy thì đáp án A phải trở thành gì các em ơi? Viết lại thì các em 3pi nhân 2 lên và mấy? 4pi. Đáp án B viết lại anh gì? Nhân 2 lên 2pi bằng gì nhỉ? 3pi. C viết lại anh gì? Pi và 2pi. D viết lại anh gì nhỉ? 0 và pi trên mấy? Các bạn hiểu không nhỉ? Có nghĩa là mình phải đặt t bằng 2x. Nghĩa là mình phải t, mình gấp đôi góc lên. Gấp đôi góc lên. Đấy, y bằng sin t. Là cái vẽ trục nhá. Nào, trục sin đúng không? Đây nhá. Đây, sin này nhá. Nào, 3pi đến 4pi. Các em xem. Nào, anh cắt làm hai phần đúng không? Đồng biến là phần bên nào các em nhỉ? Đồng biến là phần nào? Đây, mũi tên đi lên đồng biến là phần bên gì đây? Bên phải đúng không? Nghịch biến đây. Nào, đề bài hỏi là đồng biến thì cái góc của em phải nằm hoàn toàn ở phía bên gì đây? Phía bên đồng biến. Nào, 3pi đến 4pi sao? Các bạn biết 3pi là điểm nào không? Các bạn cứ nhớ lẻ pi là pi nhá. Lẻ pi thì coi là pi được chưa? Lẻ pi ở đây. Đây 3pi đây. Không phải nghĩ ngợi nhiều. 3pi, 5pi, 7pi, 2001pi, 1 tỷ 01 pi cũng nằm ở đây. Nhớ chưa? Lẻ pi nằm ở bên này. Còn nó chẵn pi nằm ở bên nào? Bên kia ở đây. Chẵn pi nằm bên này nhá. 10.000 pi, 100.000 pi, 10 pi cũng nằm ở đây. Các nhớ chưa? Nào, từ 3pi đến 4pi thì sao các em nhỉ? Nó ở gì nhỉ? Và nó ở hai phía chưa? Loại. Nó chỉ được nằm ở một phía thôi nhá. Nhớ chưa? Loại.
Câu B, 2 bi đến 3 bi sao? 2 bi ở đây đúng không? Lẻ bi, chẵn bi mà. 2 bi nằm đây. 2 bi đến 3 bi. Lấy loại. Loại. Tại vì nằm ở hai phần, nó xa tận 2 bi. Nào bi đến 2 bi sao? Bi ở đâu? Lẻ bi nằm bên này được chưa? 2 bi ở đây. Từ bi đến 2 bi sao các em nhỉ? Nó nằm ở hai bên chưa? Loại luôn. Chỉ được ở một bên thôi. Nào không đến bi trên 2 sao? Không ở đâu? Không đúng chưa? Đây, bi trên 2 ở đâu? Đây, bi trên 2 ở đây. Không đến bi trên 2. Phải nằm ở đây không? Nào phía bên đồng biến đúng chưa? Đúng rồi, không đến bi trên 2. Đúng đồng biến rồi, đàn D nhá. D. Câu 8 là D. Các bạn nhớ chưa? Người ta thể cho là y bằng sin 3x hay sin bao nhiêu cũng được. Thì các em nhớ phải đặt gì nhỉ? Đặt t bằng 2x. Nếu người ta cho là sin của x trên 2 thì sao? Thì các em phải chia cho mấy? Chia cho 2. Còn sin của 2x thì các em phải nhân gì nhỉ? Nhân mấy? Nhân 2 đáp án được chưa? Câu 9 nhá. Hàm số y bằng cos 2x được chưa? Nghịch biến trên khoảng nào? Nào với em đặt t đặt gì nhỉ? Đặt 2x bằng gì? Bằng t nhá. Vậy ta sẽ có là cos của gì đây? Cos t nhá. Y bằng cos t. Cái vẽ đường tròn ra nhá. Các em nhớ phải đổi đáp án nhá. Là gì nhỉ? Nhân 2 lên được gì các em? Nhân 2 lên được gì? Sẽ bằng là 3 pi này đến 4 pi. B là gì các em? Nhân 2 lên nhá. 3 pi trên 2 đến bao nhiêu? 4 pi. C nhá. 3 pi 7 pi trên 2 đúng không? Đàn nhân đôi là mấy các em nhỉ? 6 pi đến mấy nhỉ? Đây là gì đây? Bi trên 2 điểm mấy? Nào, em vẽ hình ra nhá. Nào, trục cốt là trục gì em nhỉ? Trục cốt là trục gì đây? Trục ngang đúng không? Để cố định nhá. Cố tề nhá. Nào, phía dưới là đồng biến đến nghịch biến nhá. Nó cắt làm hai phần chưa? Trên và dưới. Dưới là nghịch cái đâu? Đấy là gì nhỉ? Đồng biến đúng không? Trên là gì nhỉ? Trên là nghịch biến nhá. Ok chưa? Nào, bây mình xét nhá. 3 bi đến 4 bi xem là đồng biến hay nghịch biến nhá. Để bài hỏi nghịch biến đúng không? 3 bi đến 4 bi, 3 bi là mấy nhỉ? Là gì các em điểm này đúng không? 3 bi đây. 4 bi là điểm nào? 3 bi đến 4 bi ở đây đúng không? Đây. Sai đúng không? Tại vì nó đồng biến nhưng đề bài hỏi nghịch biến cơ. Qua sai nhá. Câu B này. 3 bi trên 2 điểm 4 bi đúng không? 3 bi trên 2 điểm nào các em nhỉ? Điểm nào? 3 bi trên 2 điểm mà. Điểm này đúng không? Nào 4 bi là điểm nào các em? Là điểm này đúng không? 3 bi trên 2 điểm 4 bi. Nó phải đi mấy vòng cơ? Không được tính đúng không? 6 bi đến 7 bi. Sao các em nhỉ? 6 bi đúng không? Chẵn ở bên này, 7 bi bên này. Như nào các em nhỉ? Nghịch biến đúng chưa? C. Đúng rồi. Đàn D sao? Bi trên 2 đâu? Bi trên 2 đây đúng không? 3 bi trên 2 đâu nhỉ? 3 bi trên 2 là phải ở dưới đây không? Thì có được tính là nghịch biến không? Không, nghĩa là nó vừa đồng vừa nghịch. Nghĩa là 2 phần trên ở dưới. Sai nhá, đoán C nhá. Công bởi trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên khoảng từ âm bi trên 3 đến bi trên 6? Nào các bạn làm như nào? Câu này người ta cho hàm không phải là hàm sin x, cos x, tan x và cotan x đúng không? Mà người ta cho hàm như nào nhỉ? Người ta cho hàm như nào nhỉ? Tan của 2x cộng bi trên 6 này, 2x cộng bi trên 6 này, 2x cộng bi trên 6, 2x cộng bi trên 6 đúng không? Vậy phải đặt cái gì bằng t các em nhỉ? Đặt t bằng gì? Đặt t bằng bằng gì các em nhỉ? 2 cộng bi 6. Nhớ chưa? Nào. X là bi trên 3 đến bi 6 thì các em phải làm gì nhỉ? Các em phải đổi đi. Nào, các em nhân lên đúng không? Nhân lên rồi cộng với cả bi trên mấy các em nhỉ? 6. Vậy xem t thuộc khoảng nào đây? Các em nhân cho anh nhá. Nào, 2x cộng bi 6. Vậy các em phải lấy 2 các em nhân vào góc này được chưa? Có hiểu không nhỉ? Rồi cộng cộng trên bi trên 6 cho anh nào.
2 nhân trừ pi trên 3 cộng pi trên 6, bấm máy tính xem bao nhiêu. Nào, lấy 2 được cộng pi trên 6 ở đây. Trừ pi 2 pi trên 3 này cộng pi trên 6 bằng mấy? Được chưa? Thầy đây là âm 2 pi trên 3, đúng rồi, thầy nhân 2 vào đây được cộng pi trên 6 là trừ 2/3 cộng 1 chia 6 bằng bao nhiêu các em nhỉ? Trừ pi trên mấy? Nào thầy tiếp tục. 2x đúng không? Lấy 2 nhân cả số này được chưa? 2 nhân cả số này rồi cộng pi trên 6 cho anh nào. Là bao nhiêu? Pi trên mấy? Pi trên 2. Các bạn nhớ chưa? Các em nhớ các em phải đổi góc nhá. Đổi góc được chưa? Đấy. Rồi ok, vậy mình xét từng hàm một nhá. Từ âm pi trên 2 đến pi trên 2 xem liệu hàm nào là hàm mấy nhá. Câu A này, y bằng tan t đúng không? Đây y bằng gì nhỉ? Cotan t. Cái là y bằng gì các em nhỉ? Y bằng sin t chưa? Cái y bằng gì? Y bằng cot. Các em xem thằng nào thỏa mãn nhá. Nào, em vẽ được tròn được ra ra nhá. Nào, nếu mà đồng biến, đồng biến thì các em loại đoàn gì rồi nhỉ? Loại cotan rồi, cotan không đồng biến được đâu. Được nhá. Anh thử đáp án ạ. Tan xem thỏa mãn không? Tan thì phải gạch điểm nào các em nhỉ? Tan là điểm nào? Hai cái trên đầu đúng không? Đúng chưa các em? Nào, từ âm pi trên 2 đến pi trên 2. Âm pi trên 2 đến pi trên 2. Có đúng là đồng biến không? Đúng không nhỉ? Có đúng không? Từ âm pi trên 2 đến pi trên 2. Đây. Đến này đúng là đồng biến chưa? Nó chỉ bị bắt ở hai đầu mút đúng không? Chứ nó không đi qua. Vậy câu A cũng đúng nhá. A đúng. Nào tiếp tục xem câu C đúng không nhá. Y bằng sin à? Sin thì sao các em nhỉ? Đây sin đúng không? Kéo đường thẳng chưa? Đúng không? Nào từ âm pi trên 2 đến pi trên 2 thì có đúng là đồng biến không các em? Có, đường sin đây cắt làm hai phần. Phần bên này là đồng biến, phần bên này là nghịch biến. Đúng chưa? Đây, đồng biến đây. C cũng đúng. Nào còn thằng cos thì sao các em? Cos t vẽ thằng cos ra nhá. Nào cos là thằng ngang đúng không? Cắt ngang. Cos đây, cos t đây. Âm pi trên 2 này để mày đúng không? Đến pi trên 2 thì sao? Nó bị cắt qua đúng không? Cắt qua làm hai phần. Phần ở dưới thì là gì nhỉ? Đồng biến. Phần trên nghịch biến sai rồi. Đây sai. Nào vậy A và C thì đúng nhá. Câu 10 AC là đúng, ok. Các bạn chưa câu 10 vào đi. Dạng 5. Nào dạng 5 là gì đây? Tính chu kỳ nhá, chu kỳ của hàm số. Nào, tính chu kỳ của hàm số. Nào, tính chu kỳ của hàm số được chưa? Nào các em, theo các em này, chu kỳ là gì? Nào chu kỳ là gì biết không? Nào các em ghi cho anh một số lý thuyết như sau. Hàm y bằng, nào hàm y bằng cos x, y bằng sin x này có chu kỳ t0 sẽ bằng 2b nhá. Hàm y bằng tan x, y bằng cotan x có chu kỳ t0 sẽ bằng là pi. Nào, nhớ lý thuyết chưa? Cos và sin chu kỳ t0 là 2pi. Hòn hàm tan và cotan chu kỳ là gì nhỉ? Là pi, được chưa? Rồi, tiếp theo. Nếu mà hàm hợp nhá, hàm hợp nhá. Hàm hợp này y bằng f mũ m của nx nhá, nx cộng b. Dạ. F mũ n của nx cộng b thì chu kỳ t0 t sẽ bằng gì đây? Nào. F mũ m này của nx cộng b có chu kỳ này. T bằng t0 t0 chia cho m nhân n. Mũ nhân cả hệ số ở trước x nhá. Nào mũ đây. N là hệ số ở trước x được chưa? M nhân n các em lấy chữ đổi vào. Chu kỳ thì không thể âm được. Được chưa?
Chia gì nhỉ? Chia cho hệ số của mũ chưa? Chia cho 2, chia cho mấy nữa? 3 rồi. Chia đối của 2 nhân 3, mũ nhân với cả hệ số trước x bằng mấy các em nhỉ? B trên 3. Ok, hiểu chưa? Rồi, câu B nhá. Nào, các bạn nhìn câu B này. Câu B. Nào, y bằng sin x cả cos 5x thì sao? Nào, mình đừng làm câu B vội, mình làm cho những câu này trước này. Làm câu C trước này. Làm câu E trước. Làm câu F trước đi. Nào, C, F nhá. Các bạn nhìn câu C đi. Làm câu C trước. Nào, câu C. Y bằng tan 4x. Y bằng tan 4x. Thì chu kỳ là gì các em nhỉ? Chu kỳ là gì? T0. T0, chu kỳ của tan là gì các em nhỉ? T0 của tan là gì? Chu kỳ của tan là bi đúng không? Nào, bi chưa cho mấy? Chưa cho cái mấy đây? Hệ số trước x đúng không? Cái này là mũ mấy các em nhỉ? Mũ 1 thì không coi, không tính đến mũ nhá. Mình chỉ tính hệ số trước x thôi. Là chia cho mấy? 4. Hiểu chưa? Nào cô E nhá. Cô E này. À cô E này có tận 2 thằng. Cô F đi. Nào cô F thì sao các em? Sin bình này của trừ 2x cộng bi trên 3 trừ 4. Nào, T bằng gì các em nhỉ? Các em thấy có sin chưa? Chu kỳ gốc của sin là gì? Bao nhiêu? 2bi. Nào chú cho mũ. Mũ là mấy? Mũ 2. Hệ số trước x là gì? Trừ 2. Các em nhớ chữ đối vào nhá. Chứ bạn nào mà lấy âm là không lấy đâu. Kết quả là mấy các em? Bi trên 2. Hiểu chưa? Đấy. Đấy, những cái câu này là đúng một mình nhá. Nào câu G thì sao các em? Y bằng căn của 1 cộng cos 2. Nhưng mà bây giờ người ta muốn tăng độ khó cho game. Người ta không chỉ có một hàm đâu. Người ta cho mấy hàm các em nhỉ? Mấy hàm đây? Thấy không? Người ta cho mấy hàm đây? 2 hàm nhá. Thì các em ghi cho em một cái chú ý note này. Nào, hàm y bằng mx cộng gx. Được chưa? Mx có chu kỳ T1, gx có chu kỳ T2. Được chưa? Thì chu kỳ T của nó là gì biết không? Chu kỳ T theo gì biết không? Bằng là bội chung nhỏ nhất của T1 và T2. Được chưa? Nếu mà người ta cho hàm hợp kiểu này, được chưa? Thì các em phải tìm bội chung nhỏ nhất của thằng thứ nhất. Tìm T1, tìm T2 là tìm hai cái chu kỳ. Sau đó các em tìm bội gì đây? Bội chung. Có hiểu không nhỉ? Đấy, các em nhớ cái lý thuyết này nhá. Nào, tìm bội chung. Tìm bội chung nhá. Nào, bây giờ mình làm mẫu một câu đi, rất là dễ thôi. Anh sẽ làm mẫu câu B nhá. Y bằng sin 2x cộng cos 5x. Nào, y bằng sin 2x cộng cos 5x. Nào, các bạn nhìn câu này đi. Sin 2x cộng cos 5x. Nào, bài này là mấy hàm cùng với nhau đây? Hai hàm cùng với nhau đúng không? Thứ nhất, hàm sin 2x tìm chu kỳ cho anh. Hàm thứ hai cos 5x tìm chu kỳ cho anh. Nào, T1 bằng gì? T1 bằng gì đây? Sin 2x. Hàm sin chu kỳ gốc là bao nhiêu? 2bi đúng không? Là 2bi chia mấy? Chia cho 2 bằng mấy? Pi. T2 chu kỳ gốc là gì? Nào, cos chu kỳ gốc là gì đây? 2bi đúng không? Sin cos chu kỳ gốc là 2bi. Tan cotan chu kỳ gốc là gì nhỉ? Là pi. Đây là 2bi. Chia mấy? Chia 5. Đúng không em? 2bi chia 5 không? Mũ không có thì thôi. Nó chỉ có cái này là 5 chưa? Rồi. Vậy có T1 chia 2. Vậy em phải tìm bộ chung nhỏ nhất. Nào, em biết bộ chung nhỏ nhất của bi và 2bi chia 5 là gì không? Đó, biết tìm gì? Nào, bộ chung nhỏ nhất của bi cả 2bi chia 5 là bao nhiêu? Nào, nhìn nhá, bộ chung nhỏ nhất này. Bộ chung nhỏ nhất của bi cả 2bi chia 5 nhá. Nào, mình phải quy đồng một chút nhá. Bộ chung nhỏ nhất này. Nào, cái này là phần mấy các em ơi? Phân số là mấy đây? 5 thì phải quy đồng lên. Cái này bao nhiêu các em nhỉ?
năm gì đây? Kèo nhiêu bi trên mấy? 2 bi trên mấy? Có đúng này chưa? Phải là bi thì thành 5 bi trên 5 không? Có hiểu không? Phải bi là 5 bi trên 5 không? Để cho nó có giống nhau cái gì các em nhỉ? Giống nhau cái gì? Giống nhau bi trên mấy? Bi trên 5 rút ra ngoài, bi trên 5 nhân với bao nhiêu đây biết đâu? Là bi trên 5. Rút lại bi trên 5 ra ngoài chưa? Thì trong ngoặc còn trong cái bộ chung nhỏ nhất còn gì nhỉ? 5 cả 2. 5 cả 2 thì các em tìm được không? Bộ chung nhỏ nhất của 5 và 2 là gì? 5 x 2 bằng mấy? 10, đúng rồi, bằng 10. Bằng 10. Bi trên 5 nhân với 10 bằng bao nhiêu đây? 2 bi. Tôi gọn nhá. Nào, các em biết biết bấm bộ chung nhỏ nhất ở máy tính chưa? Nào, các em bấm như sau nhá. Nào, bấm sau này. Bấm như sau nhá. Bấm bấm số á. Chỉ có máy á, VN mới bấm được thôi. Là LKM nhá. LKM, các em nhìn trên LKM đi. Nhá, LKM nhá. Nào, có D nhá. Y bằng sin của 2x cộng bi trên 3 cộng với cổ cốt của bi trên 3. Nào, T1 là gì các em ơi? Nào, câu D nhá. T1 là gì? Sin của 2x cộng bi trên 3. T1 là gì các em nhỉ? Nào, sin chu kỳ gốc là gì? Sin chu kỳ gốc là gì? 2b. Nào, chia cho hệ số của chữ x đúng không? Chia cho 2 chưa? Không có mũ thì không phải chia nhá. Bằng mấy? Bi. T2 bằng mấy? Nào, chu kỳ cốt bao nhiêu? Chia mấy? Bằng mấy? Đúng không? Vẫn giữ nguyên thế đúng không? Sai theo bao nhiêu kênh nhỉ? 3 bi trên. Đúng không? Mình biến đổi quy đồng đi. Nào, vậy bộ chung nhỏ nhất là bao nhiêu? Nào, vậy T0 sẽ bằng gì nhỉ? Đúng rồi, 2 cả 3 bộ chung là 6 thôi chưa? Đúng không kem nhỉ? Bộ chung nhỏ nhất. Tại vì có bi trên 3 giống nhau nhá. Của 2 và 3 nhân với cả gì nhỉ? Bi trên 3 chưa? 2 x 3 bằng 6 mà. 2 x 3 bằng mấy kem? 2 bi. Thì giờ xong rồi nhá. Các em nhớ phải quy đồng lên được chưa? Quy đồng lên, bỏ phần chung ra, tìm bộ chung nhỏ nhất của phần riêng. Để xong. Đây. Nào, tương tự câu E. Nào, câu E ra nhiều các em ơi? Y bằng tan của x trên 3 cộng cotan x. Nào, chu kỳ thằng này bao nhiêu biết đâu? Nào, T1 là gì? Nào, T1 là gì các em? T1 là chu kỳ của tan là gì nhỉ? Là pi đúng không? Nào, chia cho hệ số chữ x là mấy? Hệ số chữ x là mấy? 1/3. Hệ số chữ x là 1/3 chưa? Đấy, 3 pi. Phải chia cho hệ số chữ x nhớ chưa? Nào, xin T2 là gì? Nào, cotan chu kỳ là gì? Pi. Pi đúng không? Nào, về bộ chung nhỏ nhất của T1, T2 thì các em 1 cả 3 bộ chung nhỏ nhất là gì nhỉ? Là 3 đúng không? Ok chưa? Đấy, bộ chung nhỏ nhất là 3 nhá. Chưa có em vào đi. Dạng 6. Đọc đồ thi. Nào, dạng 6 là các em phải đọc đồ thi nữa chưa? Nào, các em ở nhà ha mà. Y bằng sin x. Nào, y bằng cos x sẽ có dạng gì biết không? Có dạng gì không? Nào, các em chú ý hàm sin cam cos của đồ thị như nào biết không? Đồ thị nó như này này các em này, lượn sóng. Được chưa? Cả hai sin cos đều có đồ thị như này, có hình dạng như này được chưa? Lướt sóng. Được chưa? Đấy. Còn đâu đồ thị hàm mà hàm độ y bằng tan x biết đồ thị như nào không? Đồ thị kiểu này các em này, nó sẽ từng đợt nó đi xuống như này này, à, nó sẽ đi lên như này. Đấy. Đây đồ tan nhá, các em thấy đồ thị nó đi lên nha. Theo từng cái chu kỳ một được chưa? Đấy. Thì người ta gọi là hàm thì hàm tan. Y bằng cotan x biết chu kỳ là nhau không? À đồ thị nhau không? Cotan như này nhá. Được chưa? Hàm cotan nó đi xuống này được chưa?
Nào, thế anh hỏi các em. Hàm y bằng trừ đối x. Nào, còn nhớ ngày xưa hàm y bằng trừ đối x thì các em làm như nào không? Xóa phần gì biết không? Nào, hàm y bằng trừ đối x làm như nào các em nhỉ? Xóa phần gì các em? Xóa dấu x được chưa? Rồi mình sẽ nhào các em nhỉ? Lấy đi nhỉ, đối xứng lên đi nhỉ? Trên. Còn nhớ không? Xóa phần dấu x thì lấy được đồ thị lên trên chưa? Nghe đồ thị hàm trừ đối x thì luôn nằm ở trên đi nhỉ? Trên x nhá. Nằm phía trên x, nằm trên x. Nằm trên x. Chưa? Đấy. Các em nhớ xóa phần dưới lần lên trên. Câu 15 nhá. Nhìn câu 15 này. Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào? Nào, đường cong của hàm số sau là đồ thị hàm nào? Các em biết hàm nào không? Anh sẽ hướng dẫn các em một cái phương pháp. Nghe bài nào các em thì nhìn được đồ thị nhá. Nào các em nhìn đồ thị nhá. Là đường cong này. Đường cong đây. Nào đường cong đây là gì? Các em nhìn nhá. Nào, cách làm như sau, các em nhìn này. Các chuyển chọn một số giá trị để các em đoán đáp án. Ví dụ các em nhìn nhá. Tại x bằng 1 thì điểm nào thuộc đồ thị các em nhỉ? Các em sẽ chọn một số điểm thuộc đồ thị. Nào, điểm gì thuộc đồ thị các em ơi? Em lấy điểm A nhá. Điểm A thuộc bao nhiêu các em? Điểm này thuộc bao nhiêu? X bằng 0 y bằng mấy? 0 mấy, đây là 12 á. Nhờ x bằng 0 thì y bằng mấy? Nhớ chưa? Nghe x bằng 0 thì bằng mấy các em ơi? Bằng 1. Nghe điểm này thuộc đồ thị đúng không các em? Nào bây giờ các em thử thay x bằng 0 xem đáp án nào bằng 1. Nào thấy x bằng 0 ở đây. Thấy x bằng 0 ở đây. Nào sin 2x là sin mấy đây? Sin 0. 1 cộng sin 0 cũng đúng bằng 1 đâu. Có. Nào thay vào đáp án này. Thay x bằng 0 vào. Y bằng cos 0. Cos 0 bằng 1 chưa? Đúng chưa? Đúng chưa nhỉ? Rồi. Tiếp tục này. Thấy x bằng 0 ở đây. Y bằng trừ sin 0 bằng máy tính bằng mấy? Sin 0 bằng mấy? Sin 0 bằng mấy các bạn? Bằng máy tính bằng mấy đây? Bằng 0, vậy đó là loại nhá. Tại vì kết quả phải bằng mấy mới lấy các em ơi? Bằng 1. Đấy, tiếp tục nào. Y bằng trừ cos x, nào các em bấm cos 0 bằng mấy? Trừ 1 thì vậy có thỏa mãn không? Đồng loại đi. Có hiểu không? Tiếp tục mình chọn một điểm khác đi. Các thích chọn điểm gì? À mình sẽ chọn điểm này đi. Điểm này điểm B nhá. Điểm B tôi bao nhiêu các em? Điểm B bao nhiêu? Điểm B là điểm nào thuộc đồ thị bao nhiêu nhỉ? X bằng B trên 2. Y bằng mấy các em? Y bằng mấy? Điểm này là tọa độ bao nhiêu? Đọc đi nào. B trên 2 bằng mấy? Y bằng mấy? Nằm trên x thì y bằng mấy? Y bằng 0. Có hiểu không? Điểm B này thuộc đồ thị không? Có nghĩa là x bằng b trên 2 thì y bằng mấy? Y bằng mấy? Không. Vậy các em thay x bằng b trên 2 xem kết quả là bằng 0. Nào thay b trên 2 vào đây. Nào bấm máy tính đi. Thay b trên 2 vào đây. Kết quả là mấy các em nhỉ? Bằng 0. Nào thử đi. Nào thay x bằng b trên 2 câu A nhá. Vậy y bằng 1 cộng sin 2x được chưa? Sin của 2 nhân b trên 2 bằng mấy các em? Nào bấm máy tính đi không mấy? Sin của b bằng mấy các em? Đúng rồi, bấm máy tính theo bao nhiêu? Nhớ đổi về radian. Bằng mấy các bạn? Bằng mấy? Bằng 1 chưa? Có thể thay b trên 2 vào đáp án này bằng mấy? Bằng 1. Chứ đáp án này có lấy không? Sai. Cái đáp án cứu là gì đây? B. Đúng không? Cốt b trên 2 bằng 1, bằng 0 đúng rồi. Đấy. Đáp án B nhá. Nào, con hiểu ý tưởng cách làm bài này chưa? Có nghĩa là mình sẽ lấy một số cái điểm ở trên đồ thị. Hiểu không? Mình thay vào bài, thay vào các đáp án. Đáp án nào thỏa mãn nhất thì mình lấy. Còn đáp án sai thì mình làm gì nhỉ? Gạch đi. Nào, câu 6 này. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị hàm số nào? Các nhìn cho anh các hàm này nhá. Nào, đầu tiên các em phải lấy một điểm bất kỳ các em thay vào. Đầu tiên em lấy điểm gì đây? Điểm 0 có thuộc không? Có thuộc đồ thị không? Có điểm 0 này, thuộc đồ là gì nhỉ? 0 0. Có đúng không? Có nghĩa là x bằng 0 thì đúng rồi. Nào, với các em thay vào đáp án. Nhá, mình sẽ thay các điểm thuộc đồ thị nhớ chưa? Nào, 0 0
Thay vào đây nào. Sin của 0 trên 2 bấm máy tính bằng mấy? X bằng 0 thì kết quả y phải bằng mấy? Bằng 0. Nào, xem có đúng bằng 0 không? Sin 0 bằng 0 đúng chưa? Đúng, ok. Nào, thay 0 vào đây. Cos 0 bằng mấy? Cos 0 bằng mấy? Bằng 1, vậy lại chưa? Có hiểu không? Cos 0 thì bằng 1 chưa? Mà kết quả phải bằng mấy mới đúng? Bằng 0 mới đúng, đúng không? Nào, cos của trừ b trên trừ cos x trên 4 thì sao? Thay 0 vào đây được mấy? Được mấy? Cos trừ cos của 0 trên 4 bằng mấy? Trừ mấy? Trừ 1, vậy cái này lại chưa? Con hiểu không? Thay 0 vào cái khỏi bằng 0 mới lấy. Nào vậy mình còn mấy đáp án để mình lựa chọn đây? A và D. Vậy các em chọn thêm một giá trị nữa đi. Chọn thêm điểm nữa đi. Chọn điểm nào? Thích chọn điểm nào? Đây chọn điểm B đi nhá. Chọn điểm B đi nhá. Chọn điểm B được chưa? Nào đây điểm này. Điểm B đây. Điểm B tọa độ gì các em ơi? Điểm B tọa độ bao nhiêu đây? B và mấy? Trừ mấy? Có đây là B không? Đây trừ 1 chưa? Điểm này có thuộc đồ thị không? Có. Vậy x bằng B thì y bằng bao nhiêu? Trừ 1. Nào, đây các em thử vào hai đáp án này. Xem đáp án nào thỏa mãn là x bằng B thì gọi là trừ 1. Nào thử vào đây đi các em. Nào thay đây đi. Sin của B trên 2 bằng mấy? Sin của B trên 2 bằng mấy các em nhỉ? 1. A sai chưa? Và đáp án gì các em nhỉ? D. Các anh có hiểu không nhỉ? Mình lấy cái B này này. Mình thay vào đây. Lấy B đây. Phải thay vào đây chưa? Kết quả bằng bao nhiêu mới đúng các em ơi? Trừ 7 mới đúng. Trừ 1 mới đúng. Có hiểu các em làm chưa? Bài nào cũng làm như vậy. Các anh chỉ cần chọn một vài điểm trên đi nhỉ? Đồ thị các em thay vào là xong. Câu 17 này. Đường căng trong hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào? Nào các em nhìn nhá. Nào, các em nhìn vào đồ thị nhá. Các em chọn một vài điểm trên đồ thị đi. Bài các em thích lấy điểm nào? Đây, cái điểm này đi. Điểm này nhá. Điểm A nhá. Điểm A là bao nhiêu các em ơi? Điểm A là bao nhiêu? X bằng 0, y bằng mấy? 1. Được chưa? Nào, các em thay x bằng 0 vào. Xem thằng nào y bằng 1. Nào, thay x bằng 0, thay y bằng 1 các em nào? Cốt 0 bằng mấy? Bằng 1. Thấy bằng 0, xin 0 bằng mấy? 0 phải đàn B loại chưa? Rồi. Thấy bằng 0 ở đây, cos 0 bằng mấy? 1, ok. Thay 0 ở đây. Cái bằng gì? Xin 0 bằng mấy? Vậy các em loại đáp án này chưa? Bây chỉ còn một trong hai đáp án này đúng không? Các em chọn một điểm khác. Thích chọn điểm gì? Điểm này đi. B trên mấy đây? Đây B trên mấy nhỉ? Đây B này, B trên 2 này. Đúng không? Các em chọn điểm khác đi, là điểm 0 đây, B trên 2 đây, B không? Thì này một nửa. Là bao nhiêu các em nhỉ? Điểm này bao nhiêu đây? 1 phần 2 thì này phải là bao nhiêu nhỉ? 0,75 là 3 phần mấy các em nhỉ? 3 B trên 4. Đúng không? Như điểm B sẽ là gì đây? Điểm B sẽ là gì nhỉ? 3 B trên 4 là mấy? Đúng chưa? Đây cái điểm này này. Điểm này phải 3 đi trên 4 không các em ơi? 3 đi trên 4 chưa? Điểm này nhá. Đấy, 3 đi trên 4. Điểm B đây nhá. Hoặc em thể lấy thích lấy điểm khác cũng được. Em lấy điểm nào cũng được nhá. Có thích lấy 3 lấy điểm C. Điểm C đấy cũng được. Điểm C bao nhiêu đây các em ơi? Điểm C bao nhiêu? Điểm B đây 2 đi. Ở giữa là gì nhỉ? 1 phần mấy? 1,5 là gì? 3 đi trên mấy? Y còn trừ 1 chưa? Thích lấy điểm nào cũng được nhá. Nào vậy anh lấy điểm B nhá. Nào thay vào đây đi. Nào đáp án A nhá. X bằng 3 B trên 4. Thì y bằng mấy? Đúng không chưa? Nào vậy mình thử đáp án câu A nhá. Thay x bằng 3 B trên 4 vào. Nào thay 3 B trên 4 vào nhá. Cốt của 2 phần 3 bằng mấy các em ơi? Bằng cốt của B trên mấy? B trên 2 chưa bằng mấy đây? Bằng 0 chuẩn chưa các em ơi? Chuẩn luôn, A chuẩn luôn này. Vậy thử đáp án C đi. Thỏa mãn không nhá? Cốt này 3 B trên 2 nhân với X là B trên 4 nhá. Bằng mấy các em nhỉ?
cốt 9 bi trên bao nhiêu? 9 bi trên 8 có bằng 0 được không các em ơi? Không, không được. Chỉ có đáp án A thỏa mãn thôi. Các em hiểu không? Nghe, mình sẽ lấy một cái điểm bất kỳ trên cái đô thị này này, mình thay vào cái đáp án. Đáp án nào mà thỏa mãn tất cả các điều đó thì đấy mới là đáp án đúng. Còn nó không thỏa mãn nó bị sai.